Mới đây, General đã chính thức giới thiệu Chevrolet Blazer 2024 mới, với công chúng tại triển lãm ô tô quốc tế Bắc Mỹ ở Detroit. Trong đó, chiếc crossover chạy điện được trưng bày thuộc phiên bản SS, đỉnh cao và mạnh nhất của dòng này. Chevrolet đã không cung cấp một chiếc SUV hiệu suất cao kể, từ khi Chevrolet Blazer SS được giới thiệu gần hai thập kỷ trước, với động cơ V8, dung tích 6 lít sản sinh ra 395 mã lực, và mô men xoắn cực đại 542 Nm. Những con số này đến ngày nay vẫn còn khá đáng nể, nhưng thế giới đã bước sang kỷ nguyên của động cơ điện, và Chevrolet không đứng ngoài cuộc chơi khi giới thiệu Blazer EVSS 2024 Được sinh ra để trở thành chiếc SS đầu tiên chạy điện, nên Blazer có hệ thống chuyển động motor kép, sản sinh công suất lên tới 557 mã lực và mô men xoắn cực đại 878 Nm. Các con số này đủ, để khiến một chiếc BMW X5M50i có giá 2 tỷ lẻ 20 triệu cảm thấy, choáng ngợp. Những thông số của xe Blazer EVSS 2024 quá hấp dẫn và đó là lý do vì sao hãng mang phiên bản này đến triển lãm đi choi để trưng bày. Ngoài biến thể SS còn có 3 phiên bản khác nữa là 1 LT, 2LT, RS, đây đều là những con số quen thuộc nếu như ai là tính đồ của dòng xe thể thao Camaro. Nói về nhan sắc, mỗi biến thể đều có ngoại hình độc đáo riêng. Biểu tượng chiếc nơ được chiếu sáng và thanh đèn trung tâm được đặt hai bên bởi đèn pha LED Bên cạnh cảm ứng đặc biệt đó, đèn còn được sử dụng để truyền tải thông tin sạc một cách nhanh chóng khi sự sắp xếp tuần tự của ánh sáng tăng về tốc độ và cường độ khi lượng pin tăng lên. Đèn pha LED này vẫn được chia sẻ với Blazer FSS, nhưng phiên bản hiệu suất cao và đắt nhất còn thừa hưởng thêm rất nhiều sự khác biệt. Đầu tiên là ngoại thất sơn hai tông màu với mui và cột chữ A màu đen. Xe còn có lưới tản nhiệt mang nhãn hiệu SS độc đáo, bộ chia đôi phía trước và bánh xe lớn 22 in được hỗ trợ bởi phanh trước Brembo. Bất kể bạn chọn phiên bản nào, xe trang bị cửa cổng sạc điện tự động mở ra khi nhấn. Chiếc Cross Over chạy điện này có thể nhận biết chủ xe đang đến gần và tự động mở cửa mà không cần dùng chìa khóa, nếu cảm thấy bất an với trang bị này, chủ xe có thể tắt chức năng. Thiết kế bên ngoài đã mượt mà, nhưng mở cửa bước vào trong khoang lái còn cho thấy sự đẳng cấp dành cho Laser EV tạo ra một ấn tượng tốt khác. Tất cả các phiên bản xe đều được trang bị cụm đồng hồ kỹ thuật số 11 in và hệ thống thông tin giải trí 17.7 in đồ sộ, được đặt nghiêng về phía người lái. Hệ thống định vị còn giúp xác định các trạm sạc trên tuyến đường của bạn, cũng như cung cấp thông tin về tính khả dụng và khả năng sạc. Trong khi cabin hoàn toàn hiện đại, có những điểm nhấn tròn lấy cảm hứng từ di sản của hãng như lỗ thông hơi, về trang bị, GS và SS sở hữu vô lăng đáy phẳng cũng như ghế trước có sưởi và thông gió. SS còn cao cấp hơn với ghế sau có sưởi và bọc da Adrenaline Red. Nhờ máy dốc của chiếc CrossOver khoảng không trên xe cực kỳ hạn chế đối với những người cao hơn 1m8. Tin xấu ở đây có vẻ như sẽ không cung cấp hàng ghế sau gập điện còn tin tốt là hàng ghế sau cung cấp nhiều không gian để chân và có cửa sổ trời toàn cảnh bằng kính giúp tăng cảm giác thoáng đãng cho nội thất xe. Hành khách ở hàng ghế thứ hai cũng sẽ tìm thấy cổng sạc USB-C và lỗ thông hơi, nhưng hệ thống kiểm soát khí hậu phía sau không phải là một phần của gói. Gắn liền với trang bị, Blazer EV sẽ được cung cấp hệ thống lái bán tự động Super Cruiser. Nó cho phép thao tác rảnh tay trên hơn 321.869 km đường tương thích ở Hoa Kỳ và Canada. Phiên bản Blazer SS sẽ có trang bị tiêu chuẩn với hệ dẫn động tất cả các bánh, và dự kiến xe có thể lăn bánh quãng đường dài 467 km, cao hơn 32 km so với Forma Stank EGT đã có hai xe về Việt Nam. Chi tiết về Chevrolet Blazer 2024 sẽ được công bố gần thời điểm bán ra. Chevrolet hiện đang chấp nhận đặt trước xe điện Blazer EV với giá bắt đầu. Từ 1 tỷ lẻ 64 triệu cho phiên bản LT1, thời gian giao hàng sẽ đến vào quý 1 của năm 2024. Blazer EV2 LT và GS sẽ đến vào mùa hè năm 2023, và có giá lần lượt là 1 tỷ 126 triệu và 1 tỷ 230 triệu. Blazer EVSS sẽ khiến bạn trả tiền đến 1 tỷ 561 triệu cho đại lý, và sẽ đến vào cuối năm 2023. Mặc dù nghe mức giá bán có thể cao nhưng Jeep Grand Cherokee SRT năm 2021 đang được bán với giá từ 1 tỷ 692 triệu và chỉ có 475 mã lực.